Xin chào quý bà con, quý anh chị cùng toàn thể bà con cô bác đang theo dõi video ngắn của trung tâm cây giống Tam Đảo. Và ngày hôm nay tôi là Biên tiếp tục quay trở lại trên kênh YouTube của trung tâm cây giống Tam Đảo để giới thiệu cho các bác và bà con về cái hình ảnh thực tế và chúng ta có thể tiếp cận trực tiếp với nguồn giống của cây giống, những loại cây lâm nghiệp và những loại cây đem lại hiệu quả kinh tế. Thì trong những năm gần đây tại khu vực các tỉnh miền núi và một số tỉnh ở trong khu vực Tây Nguyên như Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Kon Tum và rất nhiều, bà con dần đã thay đổi cái mục đích chuyển đổi cơ cấu cây trồng và đã tìm đến những cái dòng cây mà nó thực dụng và nó có đầu ra ổn định. Và những cái cây này hiện nay thì nó đang đem lại cái nguồn thu nhập dường như gần như là thu nhập chính hàng năm cho bà con. Chính là những cái cây dồi ghép như thế này. Cây dồi thì thực tế, cây dồi thực sinh hay cây dồi ghép thì đều là những cái cây nó đem lại giá trị kinh tế cao. Nhưng tuy nhiên đối với bà con chúng ta tính đến những cái đường trồng thời gian ngắn hạn mà chúng ta muốn thu hoạch sớm thì đơn vị trung tâm cây giống Tam Đảo chúng tôi hàng năm vẫn cố gắng để làm những cái cây giống cây dồi ghép với số lượng lớn để đủ cung cấp cho quý vị trong cái hàng năm đủ các mùa. Thì có thể nói dồi ghép là một trong những loại cây giải pháp chúng ta trồng để thu hoạch và cái năng suất của nó rất là cao. Nhưng tuy nhiên thì là phải đúng nguồn gốc của cây dồi ghép là nó ở khu vực ở Hòa Bình, Lạc Sơn Hòa Bình. Hiện nay chúng tôi đơn vị cơ sở 2 của chúng tôi đang ở Lạc Sơn Hòa Bình thì chúng tôi có làm rất nhiều cây giống dồi ghép để đảm bảo đúng cái nguồn gen cây giống chuẩn bố mẹ cây thuần F1 và được cấp giấy tờ nguồn gốc xuất xứ. Và cái thứ hai nữa là cái chất lượng cây giống được đảm bảo. Và ngoài ra trong video ngắn ngày hôm nay thì chúng tôi muốn giới thiệu cho các bác về cái khu mà chúng tôi đang làm giống và phát triển cây giống dồi tại khu vực ở Lạc Sơn Hòa Bình. Thì bà con có nhu cầu mua cây giống thì cứ liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại chúng tôi đã để bên dưới màn hình. Các bác có thể nhìn thấy ở đây khi mà chúng tôi vận chuyển cho các bác thì cái cây giống sẽ được đóng gói nó đảm bảo như này đó, và xếp vào túi. Và sau đó thì ở trên này chúng tôi còn cuốn cả báo nữa. Đấy, cuốn báo để bảo vệ cho lá cây nó phát triển tốt. Những cái cây này thì nó đủ tuổi rồi. Cái chiều cao trung bình của những cái cây dồi này thì nó đang đảm bảo từ 70cm trở lên, cây mập mạp khỏe mạnh. Đấy, thì các bác nhìn thực tế video cây thực tế như này thì hôm nay tiện tôi có nhặt cây cho một số bác ở các tỉnh lẻ thì tôi quay luôn cho bà con để chúng ta tiếp cận với nguồn giống nó tốt nhất để tránh tình trạng là chúng ta mua nhầm lẫn ở bên ngoài. Và nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube của chúng tôi ngày một phát triển và đem lại nhiều thông tin hữu ích cho bà con. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của trung tâm cây giống Tam Đảo.